Con này hơi quậy hả? Không, con này đâu. Không phải đâu. Thế xem rốn chưa? Em vạch từng con một sợ nó bị nhầy. Hàng ngày nó tuy nó lụi mà nó có tiềm năng hơn những cái con mà anh bắt kiểu không rõ nguồn gốc. Anh bắt gà anh biết là lợn gà này giữa cái đàn trên, con cọc của đàn trên nó vẫn là con to của đàn sau. Em nói thật. Hôm nay em vào anh biết vì sao này. Kể cả những cái con này nó còn chưa kịp đeo quy em vẫn nhặt. Bởi vì anh mẹ biết là này, những con nào mà nó chưa bán quy đầu này nó vẫn còn mụ này là nó còn những con nào mà là đẹp này, ngon đấy này. Là hàng giống đấy, là đấy là hôm nay em chỉ cho anh một chiêu, cứ con nào mà như này nó không phải lớn kích luôn đấy. Trong yêu em gọi là phải giám đốc thì em ấy xong thì bảo em để chụp đấy em làm được chưa chọn con này cho bác. Không con nào chân khèo, không con nào ấy cả. Về cứ cho gác xuống thôi phải không chú? Bây giờ về để cho quầy nó vào cái bãi nó bằng anh buồng của mình ấy. Đấy. Xong rồi cho nó tiếp xúc căng luôn. Không phải than. Không phải than. Mùa này không phải than. Hoặc là không anh cẩn thận thì anh cứ ấy được. Cho một góc thảm. Với thì anh lấy mẫu thôi. Thôi.